Vì không có thời gian đi chùa nên con đọc kinh ở nhà. Con là Phật tử Bắc Tông nhưng rất thích kinh Từ Bi bên Nam Tông nên tranh thủ lúc nào rảnh thì đọc, ngày nào cũng đọc. Cho con hỏi khi đọc một kinh như vậy có sao không? Có cần phải có nghi thức nào trước khi đọc kinh hay không? Hay cần phải sám hối chú gì đó cho vào bài kinh? Xin thưa là cái việc mà quý vị rải tâm từ, khi chúng ta rải tâm từ thì quý vị có thể rải ở bất cứ đâu, có thể nói theo cái kiểu của cái người hỏi đó là quý vị có thể tụng cái bài rải tâm từ đó ở bất cứ đâu, dù cho khi mà quý vị đang đi vệ sinh, đang tắm rửa, đang đi làm ăn mua bán, đang ăn uống nhai nếm, đang làm bất cứ chuyện gì đều có thể rải tâm từ được hết, đều có thể tụng cái bài kinh đó được hết ha, không có giới hạn. Trừ cái chuyện là khi mà quý vị đang sinh hoạt nam nữ đó thì không có nên rải tâm từ thôi, tại vì khi đó đó quý vị sẽ nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái, thì khi đó thì không có nên. Và khi trước và sau khi rải tâm từ đó không cần phải tụng thêm một bài kinh nào khác, không cần phải trì thêm một bài chú nào khác, không cần, chỉ riêng cái rải tâm từ như vậy là đủ rồi. Sau này đó khi mà quý vị học đạo nhiều hơn, hiểu đạo nhiều hơn, học giáo lý nhiều hơn thì quý vị sẽ có thêm một vài cái sự bổ sung như là tán dương tam bảo như thế nào là đúng, lạy Phật như thế nào là đúng, lạy pháp như thế nào là đúng, lạy tăng như thế nào là đúng, nghĩ về Phật, nghĩ về pháp, nghĩ về tăng như thế nào là đúng. Nhưng mà cái đó là chuyện sau này. Còn bây giờ khi mà quý vị có cảm tình với việc rải tâm từ thì cứ rải tâm từ bình thường và không cần phải có thêm một cái sự trì chú hay quán tưởng hay là cái gì trước và sau khi rải tâm từ thì không có cũng không có sao, nhưng mà có thêm thì cũng phải biết thêm cho đúng, chứ phải là mình cứ bạ đâu mình cũng thêm. Mà muốn thêm cho đúng á thì phải học giáo lý.